Nói chuyện cùng mèo. Ngày xưa ngày xưa, có một bác thợ xây bột nghèo, không có vợ con gì cả. Chỉ có ba cậu giúp việc ở với bác đã nhiều năm nay. Ba cậu giúp việc ai cũng quý bác thợ xây hiền lành, tốt bụng. Nào, ba chàng trai, hãy nghe ta nói này. Giờ ta đã có tuổi nên muốn được ngồi bên lò sưởi ấm nghỉ ngơi. Các cậu hãy đi phiêu lưu một chuyến. Ai kiếm được một con ngựa đẹp nhất trên đời này mang về cho ta thì sẽ được hưởng nhà xây và sẽ được phụng dưỡng ta tới khi ta nhắm mắt xuôi tai. Các cậu nghe rõ chứ? Này, Hàn Ngố, chú ở lại đây nhé. Ngờ nghệch như chú chưa ra khỏi hang chắc là đã bị bọn cướp lấy sạch đồ rồi. Sao kiếm nổi lấy một con ngựa cờm chứ? Cứ an phận ở đây đi. Khi nào nhà xây về tay chúng tôi sẽ cho cậu một công việc để làm. Từ nhỏ em chưa ra khỏi làng bao giờ, em cũng muốn đi chu du thiên hạ cho biết đây biết đó. Biết đâu em sẽ tìm được chú ngựa mà ông chủ muốn thì sao? Thôi, tùy chú em vậy. Sau này có gì đừng trách bọn anh không báo trước nhé, đồ ngốc. Vậy là ba người cùng nhau lên đường. Thôi kệ nó, chúng mình đi thôi. Hans Ngố chỉ làm vướng chân chúng mình. Ờ, đúng đó, đi thôi. Trong khi Hans chợp mắt, hai người anh kia đã bỏ cậu để đi trước. Cho đến khi tỉnh lại, Hans ngơ ngác nhìn quanh. Trời ơi, mình đang ở đâu thế này? Mình bị hai anh bỏ rơi ở đây một mình. Thế này thì mò đâu ra được ngựa? Biết làm thế nào bây giờ? Hans Ngố ơi, anh muốn có một con ngựa đẹp chứ gì? Giờ thì theo tôi sẽ cho anh một con ngựa đẹp mà trong đời anh chưa bao giờ trông thấy. Ai đấy? Tôi đây, anh ngước nhìn lên đi. Trời ơi, mèo biết nói. Sao chú mày lại nói được thế? Mèo biết nói thì làm sao mà hoảng lên thế. Có muốn một con ngựa đẹp không thì theo ta. Đằng nào cũng chẳng biết đi đâu lúc này. Thôi thì cứ thử đi theo nó xem sao. Nào, đợi ta với, từ từ thôi. Trời ơi, tòa lâu đài đầy mèo, có một nơi thế này hay sao? Vậy là sau khi đi theo chú mèo biết nói, Hans kinh ngạc vô cùng khi đến một nơi toàn mèo là mèo. Ngon quá, ăn no cả bụng. Giá như được thế này mãi thì thích nhỉ. Muốn ăn thì phải lăn vào bếp. Của đâu mà cho anh ăn mãi thế này được. Nào, anh đã ăn no rồi, giờ thì đi làm việc thôi. Đi làm việc à? Việc gì vậy? Thì đi, theo tôi. Đống củi sau nhà ấy, anh ra bổ hết cho tôi. Giờ anh đi cắt cỏ ở đồng và tải ra cho cỏ khô nhé. Nhưng tôi vừa bổ củi xong, mệt quá. Thế anh có muốn con ngựa đẹp nhất đời không nào? Thôi được. Tôi đi ngay đây. Tôi cắt cỏ và phơi cỏ xong rồi. Giờ hãy đưa con ngựa ra đi. Chưa được đâu. Chú phải làm cho ta một việc nữa. Đây là cột, kèo, ván đều bằng bạc. Dụng cụ như rìu, thước vuông và những thứ cần thiết khác cũng đều bằng bạc cả. Chú hãy làm cho ta một ngôi nhà đi. Để có được chú ngựa đẹp như lời mèo đã hứa, Hans chẳng quản ngại công việc gì. Khi mèo nói muốn làm nhà, Hans cũng làm ngay. Xong rồi đấy, đẹp chưa nào? Nhà của chú đây. Giờ tôi có thể lĩnh ngựa về được chưa? Đi đâu mà vội, từ từ tà tà đã nào. Mèo đốm cứ giữ Hans Ngố ở lại làm việc cho mình mãi, còn Hans thì vẫn vui vẻ làm việc. Quanh đi quẩn lại đã 7 năm trôi qua mà cứ tưởng mới có nửa năm. Này anh đã làm việc cho ta rất chăm chỉ. Giờ có muốn đi xem ngựa không? Muốn quá đi chứ. Đâu, ngựa của ta đâu? Trời, con ngựa mới béo đẹp làm sao, bộ lông mới mượt mà làm sao. Nhìn nó mà tim mình cứ đập rộn ràng cả lên. Đây quả là chú ngựa đẹp nhất trên đời. Giờ anh cứ đi ngựa không về nhà. 3 hôm nữa chính tôi sẽ mang ngựa đến cho anh. Được, vậy ta về trước nhé. Thế là Hàn Ngố cứ thế tay không về làng. Trong 7 năm làm việc cho mèo đốm,
mèo chẳng may cho Hans áo mới, bắt chú mặc nguyên cái áo cũ đã rách bươm và ngắn cũng cỡn mà về. Vậy mà chú cũng chẳng lấy làm phiền lòng chút nào. Khi về đến nhà, hai người anh cũng đã trở về với hai con ngựa của mình. Còn Duy chỉ có Hàn Ngố là rách rưới về tay không. Hàn Ngố, ngựa mày đâu? 3 ngày nữa mới tới. 3 ngày nữa sao? Tại sao lại thế? Dạ, chẳng là ngày ấy khi các anh bỏ đời. Hàn Ngố ơi, anh muốn có một con ngựa đẹp chứ gì? Giờ thì theo tôi sẽ cho anh một con ngựa đẹp mà trong đời anh chưa bao giờ trông thấy. Ai đấy? Tôi đây, anh ngước nhìn lên đi. Trời, mèo biết nói, sao chúng mày lại nói được thế? Mèo biết nói thì làm sao mà hoảng lên thế? Có muốn một con ngựa đẹp không thì theo ta. Đằng nào cũng chẳng biết đi đâu lúc này, thôi thì cứ thử đi theo nó xem sao. Nào, đợi ta với, từ từ thôi. Trời ơi, tòa lâu đài đầy mèo, có một nơi thế này hay sao? Đống củi sau nhà ấy, anh ra bổ hết cho tôi. Em đã làm việc suốt 7 năm cho mèo đốm mới có được một con ngựa vô cùng đẹp. Mèo đốm hứa 3 ngày nữa sẽ đưa nó tới đây. Hành Ngố ơi là Hành Ngố, chú bị con mèo đốm gì đó nó lừa rồi. Đến bộ quần áo lành lặn nó còn chẳng may cho chú nữa là. Lấy đâu ra ngựa cơ chứ? Chú rách nát như tên ăn xin thế kia thì ngồi ăn dưới đất là đúng rồi. Các anh không cho mình ngủ chung vì mình rách đuối. Thôi kệ, có chỗ ngủ là tốt rồi. À, tiếng gì thế nhỉ? Khi nghe tiếng nhạc ngựa vang lên, Hàn vội chạy ra thì vô cùng kinh ngạc khi thấy một cỗ xe tráng lệ dừng trong sân. Chạy theo bên xe là con ngựa mà chú đã thấy. Trên xe là một nàng công chúa xinh đẹp bước xuống. Chào anh, em chính là mèo đốm đây. Nhờ anh đã làm việc cho em với lòng tin cậy vô tư, trong sáng mà lời nguyền của phù thủy đã được giải. Em đã được trở lại làm người. Hôm nay em đến đây mang theo chú ngựa đẹp nhất trên đời cho anh. Ôi trời, Hàn Ngố cứu công chúa thật sao? Đây là con ngựa mà ta trả công cho Hàn. Ta chưa thấy con ngựa nào bước vào sân nhà ta lại đẹp bằng con ngựa ấy. Ta sẽ để lại cối xay gió cho Hàn. Bác cứ giữ lấy cối xay gió, ta sẽ đưa Han về sống cùng ta trong lâu đài bạc mà Han đã làm. Cảm ơn tấm lòng của công chúa, nhưng nàng có thể ở lại cối xay gió cùng ta được không? Ta muốn phụng dưỡng bác thợ xay bột những năm tháng tuổi già. Ồ, anh quả là một con người tốt bụng. Nếu anh muốn vậy thì sẽ như vậy. Han Ngố và công chúa lấy nhau, nàng ở lại cối xay gió và nấu những món ăn ngon lành nóng hổi chờ Hans bên bàn ăn. Mỗi khi chú xong việc, họ sống thật đầm ấm và hạnh phúc mãi về sau. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.